Các bạn thân mến, hôm nay Tiếng Vọng xin gửi đến các bạn phần 2 bài viết của nhà thơ, nhà phê bình Trần Mạnh Hảo về Lưu Quang Vũ, thi ca, kịch và tình yêu. Thì mỗi phần các bạn tự đặt cho nó có tên là gì thì tùy ở các bạn. Tôi nghĩ nội dung nó cũng thể hiện được điều đó rồi. Vũ chạy trốn Tố Uyên, chạy trốn quá khứ màu xanh mê đắm, chạy trốn thực tại đang bóp cổ anh bằng cái dạ dày trống rỗng, chạy trốn chính linh hồn anh vẫn treo lơ lửng như đám mây chết đuối trên địa chỉ 96 phố Huế, nơi cha mẹ anh, các em anh, nơi Uyên và con, nơi Xuân Quỳnh thì tương lai đang trú nhờ số phận. Vũ gục xuống và khóc. Mưa và lá vàng Hà Nội phủ lên anh, toan đắp cho anh nấm mộ mùa thu có những chùm bom rơi xuống. Vũ phải chôn linh hồn màu xanh của mình để đón nhận linh hồn màu đen của đêm tối, của cô đơn đang như chồi non nhú qua lồng ngực anh, tàn khốc đớn đau man dại. Bàn tay của hư vô trang điểm cho anh thành một Lưu Quang Vũ khác, một nhà thơ khác có tên là Rách Nát. Vũ ngất đi nằm trên vỉa hè, may mà nhà đòn không thấy để nhặt anh đi chôn. Một chiếc lá vàng bịt mũi Vũ khiến anh nghẹt thở và mở mắt lồm ngồm bò dậy. Không phải lá vàng mà bàn tay người bạn thân nhất đời anh là Nguyễn Lâm, Lâm Dâu. Nâng Vũ dậy nhỏ nhẹ, về, về ngay nhà tao. Vũ đói và khát. Anh mới uống nước từ hôm qua và mới ăn cơm từ hôm kia. Lâm dìu Vũ về căn phòng của anh ở số phố Triệu Việt Vương. Lâm là con nhà tư sản cũ của Hà Nội. Căn phòng anh ở có toilet của hiếm nhất Hà Nội lúc đó. Có nước, có đĩa nghe nhạc, có máy ghi âm, có đài Orion Tông Hungary. Và quan trọng nhất là có tấm lòng Lâm dành cho Vũ. Lâm dìu Vũ đi như dìu một thương binh. Vũ vừa bị gần như tử thương trong cuộc chiến đấu thoát khỏi nữ hoàng Tố Uyên, giành giật ngai vàng để cho nỗi cô đơn và khổ đau ngự trị vương quốc thơ đen, thơ ngoài quốc doanh của anh. Từ đó, Vũ không dám ngoái quay đầu lại nữa mỗi khi ra đường. Anh sợ Tố Uyên đuổi theo bắt được anh mang về làm nô lệ cho sắc đẹp của nàng một lần nữa. Vũ lẩm bẩm: Kít ơi, bố có tội với con. Con đừng đuổi bắt bố trong giấc mơ nữa nhé. Bố sẽ sống để hy vọng bù đắp cho con. Vũ mất ngủ nhiều đêm liền. Như thể anh vừa trải qua trận chết đói tinh thần, chết đói thân xác thủa tháng 3 năm 1945 Ất Dậu. Vĩnh biệt cái thời thơ khẩu hiệu của chính anh. Ta đi giữ nước yêu thương lắm, mỗi xóm thôn qua mỗi nghĩa tình. Trong tập Hương Cây và Bếp Lửa, anh lại phản biện thơ mình bằng hai câu: Thành phố thời anh 17 tuổi, viển vông cay đắng vô cùng. Anh nhìn lại tuổi 20 sống trong mộng mị Tố Uyên, sám hối. Tuổi 20 khốn khổ của anh ơi, tuổi tai ương rằng giặc trận mưa dài. Trong cơn chấn động tinh thần nhận thức lại thực tại, nhận thức lại bản chất cuộc chiến tranh, Chúa ơi, thoát khỏi cái ách thống trị của nữ hoàng này, Vũ lại rơi vào sự thống trị của một nữ hoàng khác. Cứ tưởng hết cô đơn là không còn cô đơn nữa, cứ tưởng hết khổ đau sẽ không còn là đau khổ nữa. Hóa ra đời Vũ là một vực thẳm đớn đau do các nàng thơ đến gieo thiên đường và gieo địa ngục tạo ra. Ngẫu nhiên, trong một buổi Vũ đang học đọc thơ thì họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, con gái đầu của nhà văn Kim Lân đến. Vũ phải đọc lại bài thơ Đất Nước Đàn Bầu cho Hiền nghe. Lạy Chúa tôi, nghe xong bài thơ, Hiền xây sẩm mặt mày vì bị tiếng sét ái tình đánh tí chết. Và Vũ, quỷ tha ma bắt thơ đi, Vũ cũng bị Hiền phóng tia sét ái tình, tí nữa thì vỡ tim.
Địa ngục và thiên đường gặp nhau trong tích tắc, hội họa và thi ca chạm vào nhau như hai tia chớp giữa trời, tạo ra một tiếng sét có tên là im lặng. Hiền ơi, Hiền đã hóa con ếch hư vô, làm Vũ cứ phải đuổi theo để vồ, liên tục vồ trượt. Con ếch ấy, người đàn bà mang vực thẳm, cướp mất hồn Vũ ấy, có tên là chân trời. Vũ càng đuổi theo vồ, đặng bắt được hư vô thì chân trời càng biến mất, càng lùi xa. Hiền và Vũ là cuộc rượt đuổi của tình yêu, của định mệnh, của con quái vật dễ thương có tên là tình yêu. Để nó đói khát thì nó còn sống mãi, cho nó ăn no kiểu Tố Uyên thì nó chết liền. Lưu Quang Vũ như chiếc máy bay phản lực F-15 ái tình quằn quại, tìm ném bom thơ vào cô họa sĩ bé nhỏ xinh đẹp Nguyễn Thị Hiền, khiến Hiền tối tăm mặt mũi toan tìm đường chạy trốn. Nhưng Vũ trong cơn chết đói tình yêu đã không để Hiền chạy thoát, quyết bắt sống Hiền cho được. Xin trích ra ít câu trong trận oanh tạc thi ca của Vũ vào Hiền. Một tình yêu không biết nói cùng ai, đến điên dại, đến nghẹn ngào đau đớn, mặt anh vỡ trong tấm gương thất vọng. Rồi, thế giới xanh xao, những thực sự gầy gò, em đã đập vỡ ra từng mảnh, giấu sôi sục trong những đường nét lạnh, em đi tìm thế giới của riêng em. Tiếp nữa, tôi muốn đi tới đích cùng em, tôi phải đi tới đích cùng em, lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành, em nhận lấy em đừng e ngại mãi, tôi tan nát, tôi kinh hoàng sợ hãi, em cô đơn giờ dại của tôi ơi. Bài gửi Hiền. Có gì đâu mà tiếc mà buồn, em biết đấy, anh chẳng tin định mệnh, nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật, hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi. Ngõ Hạ Hồi hôm ấy mưa rơi, đã xa lắm trên mặt đường ướt lạnh, tóc em rối và áo em đỏ thắm, những bức tranh nổi gió ở trên tường. Chiều xuân nào tôi đến tìm em, chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực, bức tranh em mới vẽ. Cô gái mặc áo nắng, cổ rất gầy và mắt rất to. Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa, hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ, ngón tay dài trong bóng tối run run, lá đầu thu xao xác ở bên đường. Gương mặt em lo lắng và buồn, tôi mới gặp đã nghẹn ngào thân thuộc. Gương mặt em xa xôi không nhớ được, nay đã thành trời rộng của đời tôi. Mái nhà nâu nhấp nhô, trong khói mờ ẩn hiện, cây bàng cao lá tím ướt nhòa xương ngã ba, nhìn nhau không thể xa, đèn mùa đông vụt tắt. Màu áo em đỏ rực, cháy sau vòm cửa đêm. Giờ anh như con thuyền bốn bề lên sóng vỗ, xô dạt về tựa ngủ trên rộng dài bến em. Em chiến hết anh rồi, những cánh đồng trắng xóa, những ngả đường đói là và giấc mơ sau cùng. Tiếp nữa, có lẽ bởi lòng nhiều tan vỡ quá, gặp em rồi tôi vẫn chẳng dám tin, sớm mùa đông tôi ra phố tìm em, vẫn không hiểu vì sao em đã đến. Tôi mong em từ ngày thơ xa lắc, tôi tìm em trong bao trang sách đọc, tôi đợi em trên mọi ngã ba đường. Tôi gọi em khản giọng những đêm sương, tôi lầm lạc ngỡ em như có thực. Em thủa ấy nơi nào em có biết, sao ngày xưa ta chẳng đến cùng nhau. Bài gửi Hiền mùa đông. Hiền ơi, Hiền chạy đi, con gà con hội họa đang bị con quạ thi ca đuổi bắt. Thi trung hữu quỷ, trong thơ Vũ có ma,
Có quỷ vây bủa Hiền đủ lối đủ đường. Hiền chạy vào hội họa, Hiền núp vào tranh sơn dầu. Nhưng Hiền, người con gái yếu đuối xinh đẹp, đã bị con ác điều Thi Ca bắt sống và đến lượt Hiền. Chất liệu sơn dầu đã bắt sống Lưu Quang Vũ và giam cầm chàng vĩnh cửu trong toan. Cứ tưởng nữ hoàng cô đơn Nguyễn Thị Hiền đã chiếm được ngai vàng trong tâm hồn Lưu Quang Vũ. Ôi trời ơi, định mệnh nghiệt ngã đã phái đến một nữ hoàng khác uy nghi và đầy kinh nghiệm trận mạc là Xuân Quỳnh. Bắt đầu nhòm ngó và xâm lăng vương quốc thi họa của Lưu Quang Vũ Nguyễn Thị Hiền. Hiệp sĩ Thi Ca Lưu Quang Vũ dùng vũ khí lợi hại nhất của mình là sự yếu đuối ra chống cự nữ hoàng Cleopatra Xuân Quỳnh nhưng đã thất bại. Lưu Quang Vũ đã bỏ chạy và bị nữ hoàng gái một con bắt sống. Vâng thưa các bạn, câu chuyện về tình yêu của Lưu Quang Vũ và nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền thì ít người biết đến. Cả hai đều hết sức tài năng, nhưng tình yêu nó có lối đi riêng của nó. Chúng tôi xin khép lại phần 2 chương trình Lưu Quang Vũ ở đây. Mời các bạn đón nhận phần 3.